không biết. Không, cho anh em để bỏ để ở ngoài đặt hàng. Để lại thôi, để lại thôi anh em ạ. Để lại thôi. Nhà anh em để ở ngoài đặt hàng thôi. Clip đi sơ tán về, người phụ nữ khóc ngất khi nhìn thấy căn nhà bị bão tàn phá. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khung cảnh hoang tàn sau khi cơn bão Noru, bão số 4 đi qua. Trong clip, người phụ nữ lớn tuổi sau khi đi sơ tán trở về đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến tài sản cả một đời người vất vả bị tàn phá hư hỏng hoàn toàn, không chỉ nhà cửa bị tốc mái, đổ sập mà các vật dụng giá trị trong nhà cũng bị vỡ nát tan tành. Nhìn cảnh tượng này, người phụ nữ bật khóc nức nở, nhà bay cả rồi con ơi, mất hết rồi, chẳng còn chi, khiến ai nấy cũng đau lòng. Rất nhiều người sau khi xem được đoạn clip trên đã không cầm nổi nước mắt trước những thiệt hại mà người dân miền Trung phải hứng chịu. Ai nấy đều gửi lời động viên và hy vọng những điều tốt lành đến với đồng bào thân yêu. Một số bình luận của cư dân mạng như: xem mà xót, có căn nhà tránh mưa bão mà hát bão lớn tới không còn nhà để ở. Thưa người dân miền Trung, không có thiệt hại về người là phúc đức lắm, còn người là con của, người Việt Nam nói chung và người miền Trung nói riêng mạnh mẽ lắm, dù trải qua bao nhiêu thiên tai đi nữa cũng không quật ngã được họ đâu, cố lên miền Trung ơi. Cả đời xây dựng DC căn nhà cơn bão đến phá chỉ trong chốc lát, thương quá. Khổ cho kiếp người ở miền Trung, năm nào cũng vậy, làm ăn tích cóp cả năm, chỉ một cơn bão qua là cố đi hết sạch. Đợi các cán bộ đến giúp bà con mình nhé, sẽ nhanh thôi, bà con cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thương quá miền Trung ơi, mong mọi người vượt qua được cơn bão này. Mời chờ cho bà gói mời sắm luôn. Dài thôi. Bây giờ bị cái nha. Đấy. Đấy, ở cái này, ở cái tăng cái này nó đang tạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.